Xin chào quý vị khán giả. Tôi là một shipper, nhưng ngoài thời gian đi làm, tôi còn một niềm đam mê bất tận nữa: vẽ tranh qua những khối Rubik, như bức tranh này chẳng hạn. Xin chào khán giả của Chuyển động 24 giờ. Trước trong thời gian quân ngũ thì cũng có một anh với chơi Rubik, anh dạy mình này, và anh cũng giỏi hội họa nữa, thì anh cũng chuyển lại mình một chút ít kinh nghiệm. Ví dụ như là tranh mình phục chế ảnh Bác Hồ thời trẻ những năm 1920, thời đấy chưa có ảnh màu, cho nên mình phục chế lại từ ảnh đen trắng này sang ảnh Rubik nó hơi khó. Pha màu, nhất là việc pha màu để khắc họa đường nét khuôn mặt của Bác. Tôi lấy ý tưởng hoàn thành xong rồi khoảng 5 ngày. Các bạn nam thích bóng đá thì đặt cũng đặt vào mình xếp các cầu thủ huấn luyện viên như Công Phượng này, Văn Toàn, Tiến Linh, Hoàng Đức. Mình thấy khó nhất là Công Phượng. Mặt của Công Phượng là nó ngân guốc, gò má hơi cao, không đẹp trai như Tiến Linh. Tiến Linh đẹp trai, da trắng, xếp dễ hơn. Thì tổng tiền mà ném vào Rubik này thì cũng khoảng hơn 40 triệu tiền Rubik này. Thì hàng ngày mình vẫn đi làm công việc chạy ship ăn ngày để trang trải cuộc sống và tiếp tục được cái đam mê của mình. Chỉ có là chưa mang là tiền về cho bố mẹ nên bố mẹ vẫn hay thỉnh thoảng hay nói. Mình cũng muốn là có lập ra được một cái hội nhóm hay là có một team ở đấy cùng chung sở thích chơi Rubik và xếp tranh. Có đam mê, có lửa rồi mà phải lan tỏa ra cộng đồng và những người xung quanh.